Ngô đây, ngô luộc thơm ngon đây ạ. Ngô tươi mới, luộc ngon ngọt lắm cô chú ơi. Cô chú mua ăn đi ạ. Fiona, em ở đây bán tiếp đi nhé. Anh đi ra đây một chút. Anh Piwe, anh đi đâu vậy? Chúng ta còn nhiều ngô chưa bán hết lắm. Anh chỉ đi một lát rồi về ngay. Fiona, đi theo anh. Fiona, có một chỗ người ta phát cháo miễn phí cho trẻ con đó. Thật vậy sao? Chỉ cần em tới đó học chơi cờ vua, em sẽ được ăn cháo miễn phí. Chúng ta sẽ có bữa tối rồi. Chào ơi, mùi cháo nóng thơm quá. Người ta thật sự cho mình ăn cháo miễn phí hả anh? Đúng thế, kia là thầy Katender. Thầy ấy đã mở ra lớp học cờ vua này và phát cháo miễn phí cho chúng ta. Fiona, giờ thầy sẽ dạy cho em cách đi của quân mã. Quân mã này đi theo hình chữ L. Nó có thể nhảy vượt qua những quân cờ khác trên đường đi của nó và nhảy theo bất kỳ hướng nào từ vị trí đứng của mình. Bốn tháng sau. Nước đi hay lắm Fiona. Dante bị dồn vào thế bí rồi. Đến lượt cậu rồi đó Dante. Sao cậu mãi mà không chịu đi thế? Mau đi đi chứ. Tôi còn đang suy nghĩ cậu dục cái gì chứ. Cậu còn có ba quân cờ mà phải suy nghĩ lâu vậy à? Giờ cậu đi nước nào cũng sẽ bị Fiona chiếu tướng đến không còn đường lui thôi. Phải đó, chỉ bằng cậu nhận thua đi. Tôi thua rồi. Fiona, cậu đã thắng. Fiona thắng rồi. Hay quá. Fiona quả đúng là rất có năng khiếu chơi cờ. Chỉ trong thời gian ngắn đã có thể vượt qua cả Dante. Sau này chắc chắn em sẽ còn tiến xa. Mẹ của Fiona đã cấm không cho hai người tới đây nữa. Fiona giờ đang bán ngô ngoài phố thầy ạ. À, ngô đây, ngô luộc thơm ngon đây ạ. À, ngô tươi mới luộc ngon ngọt lắm cô chú ơi. Fiona. Thầy Katender, sao thầy lại ở đây ạ? À, thầy đã nghe các bạn nói rồi. Mẹ không cho phép các em tới lớp học cờ vua nữa sao? Chúng em không thể theo học nữa thầy ạ. À, Fiona, em rất có năng khiếu về cờ vua. Chỉ vài tháng ngắn ngủi nhưng em đã trở thành người giỏi nhất trong lớp. Đó là tài năng không phải ai cũng có được. Em không nên lãng phí nó Fiona ạ. À, em cũng rất thích chơi cờ vua. Nhưng gia đình em rất khó khăn, em cần phải phụ mẹ kiếm tiền. Chơi cờ vua, em cũng có thể kiếm được tiền. Nếu có thể tham gia và giành chiến thắng ở các giải đấu cờ vua, em sẽ có thể nhận được rất nhiều tiền thưởng đó. Hai tháng nữa, sẽ có một cuộc thi cờ vua dành cho thanh thiếu niên ở thủ đô Kampala. Thầy sẽ đăng ký cho em tham gia. Em thấy sao? Em còn phải bán ngô thầy ạ. À, thầy Katender, em tới rồi. Fiona, em có thể đi học lại rồi sao? Anh Piwe đã thuyết phục mẹ cho em đến lớp học lại. Bù lại anh ấy sẽ bán ngô thay cho em nên em mới có thể đến lớp được ạ. Hai tháng sau. Fiona, đây đã là trận chung kết rồi. Em sắp giành được cúp chiến thắng rồi. Thầy ơi, em lo lắm. Đối thủ lần này của em hơn em nhiều tuổi, lại còn là quán quân toàn thành phố của năm trước nữa. Em sợ. Em đừng sợ gì cả. Hãy nhớ tới mục tiêu của chúng ta. Nhớ tới mẹ và anh trai em. Em nhất định làm được mà, Fiona. Vâng, em nhớ rồi. Mình nhất định phải giành chiến thắng. Nhất định phải mang phần thưởng về tặng mẹ và cả anh Bique nữa. Bộ phim lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật về Fiona Mutesi, nữ kiện tướng cờ vua người Uganda. Từ cô bé nghèo phải đi bán hàng rong đến lớp học cờ vua chỉ để được ăn cháo miễn phí,
Fiona với năng khiếu thiên bẩm ở bộ môn cờ vua đã giành được rất nhiều giải thưởng danh giá, trở thành nữ kiện tướng cờ vua và là tấm gương tiêu biểu cho thanh thiếu niên toàn thế giới.